Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 25 tháng 4 năm 2020 của Môi trường TV. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ. Phía Đông Bắc Bộ và cả thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa, ngày có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 19 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Còn khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin thời tiết tiếp theo của Môi trường TV.